kính chào quý vị. Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện kinh doanh tuần này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện. Sau đây là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình. Gặp gỡ nữ giám đốc điều hành đầu tiên của Grab Việt Nam. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị trong nước, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Khoảng 5 năm trở lại đây, người Việt Nam đã bắt đầu thay đổi thói quen tiêu dùng của mình kể từ khi một ứng dụng đa dịch vụ mang tên Grab lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, đồng thời cũng mở ra cuộc chiến giành thị phần vô cùng dữ dội tại lĩnh vực màu mỡ này. Một điều đặc biệt là hiện nay, người hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả hoạt động kinh doanh của Grab tại Việt Nam là một nữ doanh nhân xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Và đó cũng là nhân vật mà quý vị khán giả sẽ gặp gỡ trong chuyên mục Doanh nhân và phong cách ngay sau đây. Mến chào quý vị đến với chuyên mục Doanh nhân và phong cách của chương trình Câu chuyện kinh doanh. Thưa quý vị, nhân dịp 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam thì Phương Uyên cùng với chương trình Câu chuyện kinh doanh đã mời đến đây một nhân vật rất đặc biệt để chia sẻ với chúng ta về những bài học, những lời khuyên giữa công việc và cuộc sống của một người nữ doanh nhân, một người nữ lãnh đạo, và đặc biệt đó là những câu chuyện truyền cảm hứng của chị gửi đến tất cả các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình. Thì ngay bây giờ Phương Uyên sẽ được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Thái Hải Vân, là giám đốc điều hành của Grab Việt Nam. Chào Phương Uyên, cảm ơn Phương Uyên vì đã giới thiệu. Ở thời điểm hiện tại thì tầm ảnh hưởng của Grab tại thị trường Việt Nam là rất lớn ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với một nhà lãnh đạo là phụ nữ và chị Vân còn rất là trẻ trung nữa, chắc hẳn là chị cũng sẽ có những cái áp lực khi trở thành người đứng đầu và là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn. Vân cảm thấy thực sự rất là hào hứng khi được gia nhập đội ngũ Grab, và Vân nghĩ là không thể nào may mắn hơn được nữa khi mà gia nhập một cái đội ngũ đang ở trên đà phát triển, vẫn đang rất là vũ bão. Cái cơ hội cũng như là cái chân trời mà Grab vẽ ra ở Việt Nam thì vẫn còn rất là lớn. Và cái tầm nhìn Grab đang muốn mang lại là làm sao có thể đưa cái lối sống tiện lợi này, cái cơ hội để mà những cái tiểu thương doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng như là các bác tài có thể tìm được công việc, thì đó là một phần trong cái sứ mệnh Grab vì cộng đồng, mà vì nó, chính vì nó mà Vân cảm thấy rất là được truyền cảm hứng và rất là tự hào khi mà được tham gia vào đội ngũ Grab này. Được biết có một khoảng thời gian chị Vân gắn liền với lại mảng FMCG, và sau đó thì chị chuyển sang cái lĩnh vực công nghệ này. Đối với riêng cái việc chuyển mình, chị có gặp những khó khăn gì trong việc phải thích nghi với lại cái môi trường như thế này không ạ? Nhìn bề ngoài thì đó là một bước đi từ một cái mô hình kinh tế truyền thống sang một cái mô hình kinh tế hoàn toàn mới và áp dụng công nghệ cũng như là trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên cái điểm chung rất là lớn mà Vân nghĩ là Vân rất là biết ơn những năm tháng đã làm ở ngành hàng tiêu dùng nhanh. Thứ nhất là có một cái độ tò mò cũng như là cái am hiểu rất là sâu về cuộc sống hàng ngày của người dân. Bởi vì Grab cũng là có một cái sứ mệnh là phục vụ những nhu cầu rất thiết yếu hàng ngày của người dân Việt Nam. Chỉ là mình đưa công nghệ để mình phục vụ nhu cầu đó, nó lên một cái tầm nó tiện lợi cũng như là nó hiệu quả hơn. Thế mạnh thứ hai là đi từ một tập đoàn mà đã rất là thành công ở Việt Nam, từ những năm đầu tiên mà Việt Nam mới mở cửa đón nhận đầu tư nước ngoài, thì Vân đã học được những bài học rất là lớn về việc là doanh nghiệp làm việc với lại các cơ quan chính phủ cũng như là đối tác chiến lược ở trong nước như thế nào để có thể mang những thế mạnh của một tập đoàn toàn cầu kết hợp với lại sức mạnh của kinh tế trong nước để cùng với lại chính phủ cũng như là các đối tác trong nước giải quyết những cái vấn đề xã hội và kinh tế của đất nước bản địa. Và một cái rất là quan trọng nữa mà Vân không thể bỏ qua đó là kinh nghiệm cũng như là cái lòng đam mê mà phát triển đội ngũ lãnh đạo địa phương. Thì hiện tại ở Grab cũng vậy, nếu mà nhìn vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao hiện tại của Grab tại Việt Nam thì 90% là người Việt rồi. Vân nghĩ là một công ty chỉ mới ở Việt Nam 6-7 năm mà đã làm được điều đó, thực sự là rất là chú tâm vào việc phát triển nhân tài trong nước.
Grab luôn luôn là một trong những cái market leader, một trong những người dẫn đầu thị trường, và áp lực của người đi đầu thì rất lớn đúng không ạ? Người ta nói là để có thể đạt được vị trí dẫn đầu đã khó, nhưng mà để giữ được cái vị trí dẫn đầu đó, đặc biệt là trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay, chị có thể chia sẻ một chút về cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt trong cái lĩnh vực này không ạ? Cảm ơn Nguyên. Vân nghĩ là như vậy. Không phải chỉ trong kinh doanh mà bất kỳ một lĩnh vực nào trong đời sống thì cạnh tranh nó gần như là cái chỉ báo chính xác nhất về độ hấp dẫn của lĩnh vực đó. Ở Việt Nam mình thì cái mô hình kinh tế này vẫn còn ở giai đoạn khá là sơ khai. So với cái tiềm năng mà nó có thể đạt được thì mình vẫn còn đang ở giai đoạn rất rất là ban đầu. Mà giai đoạn này á, để thị trường có thể lớn mạnh thì cạnh tranh là cần thiết. Lúc này là lúc mà càng nhiều doanh nghiệp, càng nhiều nhãn hiệu đầu tư vào để phát triển thị trường thì cái miếng bánh thị trường mới càng nở ra nhanh được. Chứ mình là người dẫn đầu ở một cái thị trường mà miếng bánh nó rất là bé, nó sẽ không có hào hứng bằng là một cái cạnh tranh sôi động để cho miếng bánh nó tăng trưởng với cái vận tốc phi mã. Cho nên cạnh tranh lúc này là rất cần thiết. Sau 6 năm hoạt động, từ một ứng dụng gọi xe công nghệ, Grab giờ đây đã trở thành một hệ sinh thái hướng tới sự bền vững và bổ sung thêm nhiều chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân theo từng giai đoạn. Nổi bật trong số đó phải kể đến tính năng đi chợ online GrabMart trước thị trường đầy biến động trong năm 2020. Đây được xem là một trong những bước tiến đầy ấn tượng của Grab dưới sự dẫn dắt của vị tân giám đốc điều hành Nguyễn Thái Hải Vân. Người phụ nữ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ đang mong muốn bước vào lĩnh vực này sẽ có những sự e dè nhất định. Vậy thì liệu những cái thử thách và khó khăn mà các bạn phải vượt qua để khẳng định cái vị trí và tài năng của mình, cái cán cân đó nó có lệch hay có nghiêng đối với lại những nhân viên nữ hay là nhân viên nam, những tài năng trẻ đang muốn khẳng định mình hay không ạ? Cảm ơn Nguyên. Thì để trước khi mà Vân chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái quan sát cá nhân của bản thân Vân thì để truyền cảm hứng hơn nữa cho các chị em phụ nữ mà theo dõi chương trình ngày hôm nay thì Vân chia sẻ thêm số liệu nữa. Thì theo một cái nghiên cứu gần đây thôi, mới năm ngoái, họ nghiên cứu về tỷ lệ lãnh đạo nữ ở các nước trên thế giới, ở cả các cơ quan nhà nước cũng như là lĩnh vực kinh doanh, thì Việt Nam và Philippines tại Đông Nam Á là hai nước có tỷ lệ lãnh đạo nữ cao nhất trong khu vực. Thì khi Uyên nghe con số này thì sẽ thấy là chúng ta rất may mắn là phụ nữ sinh ra lớn lên ở thời điểm này tại đất nước Việt Nam là mình đang có một cái lợi thế rất là lớn rồi. Xã hội rất là cởi mở, cũng như là rất là nhiều doanh nghiệp họ có một cái môi trường văn hóa mà rất bình đẳng để mà cho phụ nữ cái cơ hội tốt nhất. Mỗi một giới tính thì sẽ có những cái thế mạnh rất là riêng mà sẽ không bù trừ được cho nhau. Mà nếu không bổ trợ cho nhau thì mình đã bỏ lỡ một cái nguồn lực rất rất là đáng quý như vậy. Thì bởi vì hai cái cách nhìn đó cho nên là mỗi nhân viên tại Grab bạn được cho cơ hội coi như là bao la, và tùy khả năng mà bạn có thể biến cái cơ hội đó thành thành công của cá nhân, nó sẽ quyết định vào con đường thăng tiến cũng như là học hỏi và đi lên của bạn. Và đối với một người đi trước, một người là một hình mẫu dành cho rất là nhiều những bạn trẻ ngoài kia cố gắng, thì chị Vân sẽ có những cái lời khuyên, những bài học hay những cái bí quyết mẹo nhỏ nào để các bạn có thể thật sự trở thành những phiên bản tốt nhất của mình và chinh phục cái ước mơ của mình trong những lĩnh vực này? Vân nghĩ là việc đầu tiên, từ rất trẻ, càng trẻ càng tốt, các bạn nên hỏi mình là cái mục đích mà mình muốn hướng đến, cái mà mình muốn đạt được cho cuộc đời của mình là gì? Và câu trả lời nó sẽ có thay đổi, và đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà mỗi lần mà nó thay đổi, các bạn sẽ hiểu rõ hơn nữa cái gì là cái thực sự nó thôi thúc và nó truyền cảm hứng cho bạn mỗi ngày. Để những lúc khó khăn nhất, những lúc ngao ngán nhất, bạn quay lại bạn hỏi mình câu đó thì nó cho bạn rất là nhiều sức mạnh để đi tiếp. Cái thứ hai là các bạn nên trau dồi một cái vốn sống đủ sâu từ sớm. Và cái thứ ba, cái này rất thực tế, nếu bạn muốn đi xa thì bạn phải hiểu được là năng lượng của mình, cơ thể của mình
cùng với thời gian và tuổi tác thì nó chỉ có xu hướng là đi xuống thôi. Nhưng mà cùng với thời gian, khi mà kinh nghiệm của mình lên, mình lại càng muốn làm những cái việc to hơn, muốn tạo ra những cái impact mà nó lớn hơn. Thế hai cái đấy nó không đi chung với nhau. Yeah. Thế thì từ rất trẻ các bạn phải chọn cho mình một cái lối sống như thế nào để mà bạn duy trì được năng lượng, bạn duy trì được sức khỏe, càng tích cực càng tốt, coi như là gọi là đi buông năng lượng và sức khỏe càng ngày phải càng lời á, thì mới đi xa được. Thì đó là những cái mà Vân rất là muốn chia sẻ cho các bạn trẻ. Phương Nguyên xin được cảm ơn chị Hải Vân rất nhiều. Và ngày hôm nay với cuộc trò chuyện với chị Vân thì Phương Nguyên tin rằng đó là tất cả quý vị đã có những cái bài học kinh nghiệm, những cái mẹo hoặc là những cái thông tin để mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống. Và từ đó thì chúng ta cũng sẽ đều là những người phụ nữ hạnh phúc. Và đây cũng là lời chúc mà em xin được đại diện chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh ngày hôm nay gửi đến chị Vân. Chúc cho chị cùng với lại tập thể Grab Việt Nam sẽ luôn đạt được những cái mục tiêu trong thời gian sắp tới, và sẽ luôn là một trong những cái hình mẫu để tất cả mọi người dù là ở lĩnh vực nào nhìn, học tập và nói theo. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều vì một buổi trò chuyện rất là thú vị. Và thưa quý vị, lời chúc cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến đặc biệt là dành cho quý vị khán giả nữ đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh. Phương Nguyên cùng với chị Hải Vân, đại diện chương trình, chúc cho quý vị sẽ luôn tìm thấy được nguồn cảm hứng tươi mới và niềm hạnh phúc trong công việc và cuộc sống của mình. Trong quá trình phát triển thị trường, các doanh nghiệp, nhà sản xuất luôn mong muốn đưa sản phẩm của mình vào hệ thống siêu thị lớn như là Big C, Lotte Mart hay là Aeon. Quá trình này đã từng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, gần đây, việc doanh nghiệp đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị đang dần có biến chuyển và dấu hiệu khởi sắc nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức hỗ trợ thương mại trong nước. Các hệ thống siêu thị lớn luôn là niềm khát khao của doanh nghiệp bởi đây là một hệ thống bán lẻ vô cùng ổn định. Trong đó, Big C là một trong những hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam. Các sản phẩm được bày bán ở đây luôn phải trải qua những quy trình kiểm tra khắt khe, nghiêm ngặt. Thế nên, việc sản phẩm được bày bán chính là lời khẳng định về chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất. Để một doanh nghiệp có thể nhập hàng vào siêu thị Big C, thứ nhất sản phẩm đó phải được người tiêu dùng biết đến, có độ phân phối rộng rãi trên thị trường. Sản phẩm phải có hồ sơ tự đăng ký, công bố được theo đúng quy chuẩn của nhà nước và có mức giá cạnh tranh so với các đối thủ. Nhận biết nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, đại diện hệ thống siêu thị Big C Go cũng cho biết thêm, sắp tới sẽ mở ra nhiều chương trình khác nhau để thu hút doanh nghiệp và thiết lập trung tâm tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc, giúp đỡ doanh nghiệp Việt trong quá trình đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị cũng như là xuất khẩu sang nước ngoài. Sau tác động tiêu cực của dịch bệnh, việc các doanh nghiệp đưa hàng hóa của mình thâm nhập vào thị trường siêu thị trong nước và quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng và đa dạng hóa thị trường mà còn giúp đẩy mạnh xuất khẩu, lấy lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho cả nước nói chung. Ngoài những mục tiêu nhập hàng hóa vào các hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử Amazon của Hoa Kỳ cũng là một thị trường xuất khẩu được nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng đến, bởi đây là một con đường nhanh chóng để hàng hóa mang thương hiệu Việt tiếp cận với thị trường thế giới. Việc sử dụng Amazon như một kênh quảng cáo mới sẽ trở thành xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Mặc cho những hình ảnh tiêu cực của dịch bệnh, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, Amazon chính là nhà bán lẻ thương mại điện tử phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, với lượt tiếp cận khách hàng gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì thế, xuất khẩu hàng hóa đến sàn thương mại điện tử này chính là một trong những chiến lược kinh doanh được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Về cơ bản ra thì khi mà doanh nghiệp muốn xuất khẩu đi thị trường Mỹ chẳng hạn thì doanh nghiệp những cái dòng sản phẩm nó phải đáp ứng được cái quy định của chính phủ Mỹ chứ không phải của Amazon. Miễn là cứ đáp ứng được cái quy chuẩn như vậy thì Amazon sẽ hỗ trợ để giúp cho doanh nghiệp có thể xuất khẩu thành công qua nền tảng thương mại điện tử. Đại diện của Amazon Global Selling Việt Nam cũng cho biết thêm, để bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử này, doanh nghiệp cần phải xem xét các yếu tố như sự tăng trưởng, tính thời vụ, thương hiệu, đặc tính, yêu cầu và chất lượng của sản phẩm và phân khúc người tiêu dùng mà doanh nghiệp hướng tới. Lúc đầu khi mà Amazon họ chấp nhận, nhưng mà vào đúng cái thời gian mà họ muốn chúng tôi lên listing ở trên đó, thì chúng tôi nếu mà vận chuyển bằng tàu thì nó rất là lâu, chúng ta phải chấp nhận là phải vận chuyển bằng đường hàng không, thì thời gian đó chi phí rất là cao. Cái bao bì nó rất là quan trọng, chẳng hạn như xưa nay chúng ta làm một cái bao bì là 500 ml hoặc là 700 ml đi, thì nó quá nặng khi mà vận chuyển khách hàng, chúng tôi mới phải cải tiến.
tôi phải làm sao mà cái bao bì nó nhẹ lại, phù hợp với lại cái giao nhận của Amazon. Sàn thương mại điện tử Amazon hiện đã có 18 website trên thế giới với hơn 300 triệu khách hàng và 100 triệu thành viên brand, tức người được sở hữu nhiều quyền lợi về mặt ưu đãi trên toàn cầu. Vì vậy, tiếp cận được với sàn thương mại điện tử này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ một cách dễ dàng hơn, tiết kiệm được cả thời gian và chi phí, qua đó mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu và phát triển sản xuất kinh doanh. Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử xác định chiến lược tiếp thị trực tuyến phù hợp, nâng cao hiệu quả tiếp thị trực tuyến, mới đây, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến 2020 nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác nguồn lực tiếp cận thị trường trực tuyến và định hướng thúc đẩy tăng trưởng đột phá sau thời kỳ suy thoái kinh tế bởi dịch bệnh. Có thể thấy trong những năm gần đây, xu hướng số hóa, công nghệ hóa được bùng nổ mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần phải tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các chiến lược kỹ thuật số. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ các tổ chức khổng lồ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp một số hạn chế về các giải pháp ứng dụng thực tiễn dịch vụ, tiếp thị trực tuyến và chiến lược kinh doanh như giải pháp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, giải pháp tiếp thị trực tuyến tối ưu ngân sách. Bộ bán hàng giúp các nhà kinh doanh có cái giải pháp để có thể bán hàng trên đa kênh, trên Facebook, trên Instagram, trên TikTok và một số cái nền tảng khác. Và một số cái giải pháp khác nữa như là bốt bán hàng cũng có thể là tối ưu được cái chi phí nhân sự. Chúng tôi đã phối hợp với tổ chức thẻ Mastercard xây dựng và cho ra một cái sản phẩm chúng tôi gọi là một cái hệ sinh thái thanh toán. Trong đó là cung cấp một cái giải pháp nhận thanh toán cho đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ mà doanh nghiệp không cần phải đầu tư về công nghệ. Đặc biệt là không cần phải đầu tư công nghệ, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký sử dụng ngay. Thì đối với cái nền tảng là Simplify của chúng tôi, doanh nghiệp có thể thứ nhất là tạo cửa hàng trực tuyến, thứ hai là quản lý đơn hàng và thứ ba đặc biệt là nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thì đó là một cái giải pháp mà trong cái giai đoạn mà cả nước, cả nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid thì cái giải pháp này chúng tôi kỳ vọng là đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp và hỗ trợ cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội Việt Nam ngày nay. Theo đó, với chủ đề chính Grand Hockey After COVID-19, diễn đàn năm nay sẽ thu hút hơn 1.000 đơn vị tham gia, tạo cơ hội cho các cá nhân và tổ chức trao đổi thông tin, định hướng, đồng thời nắm bắt các giải pháp tiếp thị trực tuyến mới phù hợp với từng thị trường và quy mô sản phẩm. Tiếp tục chương trình là những thông tin mà Câu chuyện kinh doanh vừa cập nhật được. Cuối tuần qua, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Ngày hội việc làm năm 2020 với gần 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ở 4.000 vị trí việc làm khác nhau ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, thực phẩm, chăn nuôi, địa ốc, ngân hàng. Nhận xét qua một số sinh viên tôi vừa phỏng vấn thì cái điều kiện kiến thức của các em càng ngày càng tiến bộ giữa lý thuyết và thực tế trong các việc học và các thực hành thì đã được cái trường cố gắng tạo cho mấy em cái điều kiện tiếp cận đi ở bên ngoài nhiều hơn, do đó khi mà mấy em làm nghề á, mấy em sẽ không có bị bỡ ngỡ giữa lý thuyết và thực tế. Thông qua chương trình, các ứng viên không chỉ tham quan và tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp mà còn được trực tiếp phỏng vấn, nhận hồ sơ từ các đơn vị tuyển dụng để tìm công việc phù hợp với bản thân. Đồng thời giúp các doanh nghiệp dễ dàng sàng lọc được những ứng viên ưu tú, song song với việc quảng bá thương hiệu cũng như các sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường giữa các đơn vị kinh doanh. Mới đây, Color, một trong những công ty có quy mô lớn tại Mỹ và trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm phòng tắm và bếp, đã chính thức công bố danh sách công trình chiến thắng trong giải thưởng thiết kế Color Bold Design Award. Sau một năm khởi động, đã có hơn 200 bài dự thi trong lĩnh vực thiết kế xây dựng tại Việt Nam. Đây là cơ hội dành cho các kiến trúc sư, thiết kế, chủ đầu tư và các đơn vị vận hành khách sạn, những người sáng tạo và sở hữu công trình dự án, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác tiềm năng. Chúng tôi đánh giá cao tính nghệ thuật, sự chuyên nghiệp cũng như tài năng của các kiến trúc sư và nhà thiết kế đã đóng góp vào sự phát triển của ngành bất động sản tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi rất lạc quan về tiềm năng phát triển dài hạn của thị trường Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu Color tại đây. Kết thúc cuộc thi, 11 công trình kiến trúc và cá nhân xuất sắc đã chiến thắng lĩnh vực thiết kế xây dựng tại Việt Nam ở nhiều hạng mục dành cho không gian sống, chung cư và căn hộ.
không gian sống, biệt thự, du lịch, khách sạn, đô thị, khu nghỉ dưỡng và không gian vui chơi giải trí. Design Studio, tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng cho hạng mục giải trí cho công trình Chibu Riverside Resort. Cảm ơn cô Lơ đã tạo ra một cuộc thi để tôi và công chúng có cơ hội biết được rằng Việt Nam chúng ta ngày càng có những studio làm việc rất là nghiêm túc, có trách nhiệm, tạo ra được những sản phẩm thiết kế tốt, đóng góp cho xã hội. Các kiến trúc sư cũng cho biết thêm, những tác động của dịch bệnh trong thời gian qua cũng đã làm chuyển đổi xu hướng thiết kế của ngành xây dựng, không chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, công năng sử dụng mà còn phải đảm bảo tính bền vững và an toàn. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình câu chuyện kinh doanh tuần này. Để xem lại chương trình, quý vị khán giả có thể truy cập vào fanpage hoặc kênh YouTube Câu chuyện kinh doanh. Hồng Loan xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.